Alo, xin chào các bạn nhé. Hôm nay chúng ta sẽ tiếp tục ôn tập tiếng Anh lớp 5, bài số 4, Did you go to the party? Bạn có đi dự tiệc không? Đúng không? Trước hết là chúng ta sẽ ôn về cái vấn đề là phần từ vựng. Rồi, birthday party là tiệc mừng sinh nhật, đúng không? Thì hôm qua tôi đi dự tiệc sinh nhật. I went to the birthday party yesterday. Đó. Tôi đã đi dự tiệc sinh nhật ngày hôm qua. Đó, birthday party là tiệc sinh nhật. Festival, festival là lễ hội. Có một lễ hội vào cuối tuần này. There is a festival on the weekend. Đúng không? Tức là cuối tuần thì có một lễ hội, festival. Rồi, fun fair là hội chợ. Fun fair là cái này là hội chợ. Hội chợ. À, dịch biết lại. Fun fair là hội chợ. Có một hội chợ vào tuần trước. There was a fun fair last week. Đó, tuần trước rồi. Rồi, tiếp theo là go for a picnic. Go for a picnic là cho một chuyến đi dã ngoại, đúng không? Chúng tôi sẽ đi dã ngoại vào cuối tuần này. We go for a picnic this weekend. Đó, cuối tuần này. Go for a picnic. Different from là cái gì đó khác với một cái khác, đúng không? Ví dụ như là nói là quyển sách của tôi thì khác với quyển sách của bạn. My book is different from yours. Yours ở đây là có thể nói là có thể là your book, nhưng mà không cần phải nói là book vì là đằng trước đã nói cụ thể rồi, thì chỉ cần là yours. Đây là from. Rồi, tiếp theo là cái gì nữa? Là fun, là niềm vui, sự thích thú, đúng không? Chúng tôi rất là vui. Chúng ta đã rất là vui. We had a lot of fun. Đúng không? Ngày hôm qua, yes, today. Hôm qua chúng tôi đã rất là vui. Rồi, fun, we had a lot of fun yesterday. Rồi, là, từ khác là enjoy, là vui thích. Enjoy ở đây là động từ, là vui thích. Đúng không? Chúng tôi đã rất là thích thú với lại bữa tiệc sinh nhật, đúng không? We really enjoy our birthday party, đúng không? Chúng tôi đã thật sự là thích thú với lại cái bữa tiệc này. Rồi visit là động từ là viếng thăm, đúng không? Danh từ là chuyến thăm. Chúng tôi thăm nhà vào hôm qua, đúng không? We visited our house yesterday. Đó, chúng tôi đã thăm nhà vào ngày hôm qua. Về có thể về thăm rồi lại đi. Rồi, từ tiếp theo là Teacher's Day. Teacher's Day là ngày nhà giáo, đúng không? 20 October. Ngày 20 tháng 10, đúng không? Is the teacher day, đúng không? Ngày 20 tháng 10 là ngày nhà giáo, là ngày nhà giáo, ngày của các thầy giáo. Rồi, hide and seek, hide and seek là trò chơi danh từ, là hide and seek là có thể là động từ, cũng có thể là danh từ, đúng không? Cũng có thể là danh từ, nếu mà động từ là chơi trốn tìm, còn danh từ là cái trò chơi trốn tìm, đúng không? Thì ví dụ là we play hide and seek last week, đúng không? Tuần trước là chúng tôi đã chơi trốn tìm. Đã. Rồi, tiếp theo là có cụm từ là chat with friends. Chúng tôi đã buôn chuyện cùng với lại bạn bè, đúng không? Chúng tôi thường là buôn chuyện với bạn bè. We often chat with friends on the weekend. We often chat with friends là được rồi. Rồi, chúng tôi thường nói chuyện với mấy bạn bè. Rồi, tiếp theo là gì nữa? Từ tiếp theo là từ invite, là động từ, là mời ai đó, đúng không? Mời ai đó. Chúng tôi muốn mời bạn tới bữa tiệc sinh nhật, đúng không? Tôi muốn mời bạn. I would like to invite you to the party. Tôi muốn mời bạn tới dự tiệc, đó, invite.
Rồi, tiếp theo là food and drink. Food and drink là danh từ, là thức ăn và đồ uống, đúng không? Thì nói là bạn có thể mua thức ăn và đồ uống ở đây. Là you can buy food and drink here. Đúng không? Ở chỗ này thì bạn có thể mua được thức ăn và đồ uống. Rồi, tiếp theo là present, là món quà. Present, danh từ là món quà, không phải hiện tại mà là món quà, đúng không? Món quà thì nói là đây là quà sinh nhật của tôi. This is my birthday present, đúng không? Đây là quà sinh nhật của tôi. Đó. Rồi tiếp theo là từ candle, là cây nến. Cây nến, cây nến, thì có một cây nến ở trên bàn. There is a candle on the table. Có một ngọn nến ở trên bàn, đúng không? Rồi tiếp theo là từ juice. Juice thì bản thân nó là nước ép trái cây rồi. Juice là nước ép. Đó. Nếu mình muốn nhấn mạnh là trái cây thì là fruit juice, nhưng mà thường là juice ra là nước ép trái cây rồi. Thì tôi muốn nói là tôi thích, I like juice, juice. Juice là tôi thích nước ép trái cây. Đó, đấy là phần từ vựng. Đấy là phần từ vựng. Rồi, chúng ta sẽ vào xem các cái mẫu câu thông dụng, các cái câu thông dụng trong cái hội thoại cho cái bài này. Rồi. When was the last birthday party? When was your last birthday party? Đúng không? Là bữa tiệc sinh nhật gần nhất của bạn, lần trước của bạn là khi nào? Thì bảo là nó vào chủ nhật. It was last Sunday, đó là chủ nhật tuần trước. Đó. Did you go to my birthday party yesterday? Did you go to my birthday party yesterday? Đó. Bạn đi tới bữa tiệc sinh nhật của Mai hôm qua đúng không? Thì đúng, thì bạn nói yes, I did. Vâng, tôi đã đi, tôi đã dự. Rồi, what did you do at the party? What did you do at the party? Đúng không? Bạn đã làm gì vào ở bữa tiệc sinh nhật, đúng không? What did you do? Mình nói là we had nice food and drinks. Chúng tôi đã có đồ ăn và thức uống rất ngon. We had nice food and drink. And drinks. Đó. Chúng tôi có đồ ăn và đồ uống rất, thức ăn và đồ uống rất ngon. Did you enjoy the party? Did you enjoy the party? Là bạn có thích bữa tiệc không? Đúng không? Thì trả lời là ồ, chúng tôi rất thích, có rất nhiều niềm vui. Là yes, I did. I had a lot of fun. Đó, chúng tôi đã rất là vui ở cái bữa tiệc. Rồi, ở bài này chúng ta có những cái đoạn hội thoại ngắn như sau. Bạn thứ nhất hỏi là Are you going to Nam's birthday party? Thì bạn kia mới ngạc nhiên hỏi lại là Nam's birthday party? It was last Sunday. Bữa tiệc của bạn, sinh nhật của bạn Nam thì đã là tuần trước rồi, chủ nhật tuần trước rồi. Thì bạn này không biết, mới lại ngạc nhiên là Oh no, không, I thought it was today. Không, tôi nghĩ là hôm nay. Như vậy bạn này đã nhớ cái bữa tiệc sinh nhật. Thì bạn này mới hỏi là bạn khác là Did you go to the party? Vậy bạn có đi tới sinh nhật không? Thì bạn này trả lời là Yes, I did. I went with Phong, tức là tôi đã đi cùng với bạn Phong. We had a lot of fun. Chúng tôi đã rất vui ở bữa tiệc sinh nhật. Thì bạn kia mới hỏi bạn Mai là How about you Mai? Vậy còn bạn thì sao Mai? Did you go to the party? Bạn có đi tới bữa tiệc sinh nhật không? Bạn Mai mới trả lời là No, I didn't. Ồ, tôi đã không đi. I visited my grandparents. Ồ, tôi đã không đi. Tôi đã phải đi thăm ông bà của tôi. Thế nên là không đi dự sinh nhật được. Rồi, tiếp theo là chúng ta có một cái đoạn văn ngắn. Một cái đoạn văn ngắn là Linda and Tom were on their holidays. Đó, Linda và Tom đang trong cái kỳ nghỉ. They went to different places. Chúng họ đi đã đến những cái nơi khác nhau, đúng không? Linda went to the festival of flower. Flowers in Đà Lạt. Đó. Linda thì đi dự cái lễ hội về hoa ở Đà Lạt. Còn Tom thì join a sports festival. Đó, dự một cái ngày hội thể thao. Và họ đã they enjoy their holidays very much. Tức là họ đã rất tận hưởng, rất thích thú với cái kỳ nghỉ của mình. Đó. Rồi, tiếp theo là một cái đoạn hội thoại khác là When was your birthday?
Năm sinh nhật của bạn khi nào? It was last Sunday. Đó, chủ nhật tuần trước. Đó. Who did you invite? Who did you invite? Bạn đã mời những ai? Đó. Thì là all my best friend. Best friend. Tất cả những người bạn thân của tôi. Đó. What did you do? What did you do? Bạn đã làm gì? Đó. We ate cakes and sweets. We ate cakes and sweet, sweet, sweet. Đó, chúng tôi đã ăn bánh kẹo, đồ ngọt, đúng không? Did you enjoy it? Did you enjoy it? Bạn có thích nó không? Đúng không? Yes, it was great. Yes, it was great. Đó, thật là tuyệt vời. Đúng, nó rất là tuyệt. Đó. Rồi, tiếp theo chúng ta lại có một đoạn văn ngắn khác. My name. My name is Nam. Tức là tên của tôi là Nam. My name is Nam. It was my birthday last Sunday. Đó, chủ nhật tuần trước thì là ngày sinh nhật của tôi. It was my birthday last Sunday. I invited some of my classmates. Tôi đã mời mấy người bạn học to the party. Đó, tới bữa tiệc sinh nhật. They gave me present. Họ đã tặng quà tôi, cho tôi, tặng tôi những món quà. Present. Like, như là comic books, truyện tranh. Robot, những con robot. And a teddy bear, gấu teddy. Đó, gấu bông. Rồi, tiếp theo là we ate cakes, sweets, fruit and ice cream. Ice cream. Đó. Hoa quả là kem. Rồi. Chúng tôi đã uống nước hoa quả là we drank fruit juice. Đó. Chúng tôi đã uống nước trái cây. Fruit juice. Chúng tôi đã hát những bài hát tiếng Anh và tiếng Việt. We sang English and Vietnamese songs. Đó, chúng tôi đã hát. À, chúng tôi đã nhảy, đã khiêu vũ. We dance too. Đó, chúng tôi cũng đã nhảy. Rồi, Phong thì chơi guitar. Phong play the guitar. And Linda play the piano. Rồi, the party ended. Bữa tiệc kết thúc at 7 p.m. Đúng, vào 7 giờ chiều. Lúc 7 giờ tối. Đó. Chúng tôi rất là thích bữa tiệc. We enjoy it very much. Chúng tôi đã rất là thích bữa tiệc, rất là thích nó. Rồi, ngày hôm nay chúng ta bài 4 của chúng ta đến đây mình kết thúc. Rồi, hẹn gặp lại các bạn trong bài học lần sau. Rồi, tạm biệt các bạn.